À, xin chào tất cả các em học sinh trường trung học cơ sở Chuân An. À, thầy sẽ đại diện cho tổ toán nhóm toán 9 thực hiện tiết ôn tập để các bạn chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 1 sắp tới. Rồi, nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 toán 9 gồm có nội dung thứ nhất, phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Nội dung thứ hai, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Nội dung thứ ba, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Và nội dung thứ tư, đó là tỷ số lượng giác của góc nhọn và các bài toán ứng dụng thực tiễn. Rồi thầy và các em cùng vào bài thứ nhất giải phương trình. Ở câu A, đây là dạng phương trình tích. Thì để giải phương trình tích A nhân B bằng 0, thì ta cho A bằng 0 hay B bằng 0 để giải ra. Thì ở đây thầy sẽ hướng dẫn giải như sau câu A. Cái này là cho 2x cộng 5 bằng 0 hay 4x chừ 3 bằng 0. Và lúc này dễ dàng để giải ra được kết quả là x bằng chừ 5 phần 2 hay x bằng 3 phần 4. Lúc này ta kết luận Vậy phương trình có nghiệm là X bằng từ 5 phần 2 X bằng 3 phần 4 Rồi tiếp theo câu B Ở câu B đây là dạng phương trình chứa ẩn ở mẫu Thì bước đầu tiên thì ta phải đi tìm điều kiện xác định Thì ở phương trình chứa mẫu chứa ẩn ở mẫu này Ta tìm được điều kiện xác định đó là X khác 2 X khác 3 sau khi tìm điều kiện xác định xong thì bước tiếp theo đó là ta đi tìm mẫu thức chung và từ đó quy đồng mẫu thức thì ở đây ta thấy được mẫu thức chung là x 3 x 2 thì lúc này ta thực hiện quy đồng mẫu thức phân thức thứ nhất ta nhân tử và mẫu cho x 3 phân thức thứ hai ta nhân tử thức và mẫu thức cho x 2 và phân thức ở bên vế phải ta giữ nguyên sau khi ta quy đồng xong thì ta thực hiện là khử mẫu và nhân phân phối ở tử thức lúc này ra được kết quả là 2x 6 3x cộng 6 bằng 3x 20. Lúc này ta thu gọn phương trình. Ta được là 4 4x bằng 20. Và kết quả tìm được là x bằng 5. Sau khi ta ra được nghiệm của phương trình là x bằng 5. Thì ta so sánh cái nghiệm này với điều kiện xác định là x khác 2 và x khác 3. Thì lúc này ta thấy ta nhận nghiệm. Và bước cuối cùng đó là kết luận vậy phương trình có nghiệm là x bằng 5. Tiếp theo chúng ta sang bài số 2. Dùng máy tính tìm nghiệm các hệ phương trình sau khi biến đổi về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì đối với bài số 2 này, bài toán sẽ cho chúng ta một hệ phương trình hai ẩn và chúng ta sẽ biến đổi các hệ phương trình này về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn để mình sử dụng máy tính cầm tay và mình bấm ra mình tìm nghiệm. Rồi đối với câu A, người ta cho hệ phương trình gồm 2 3x 2y 1 bằng 0, x 4y 7 bằng 0 và lúc này ta thực hiện biến đổi về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn như sau. 3x 2y bằng 1 và x 4y bằng 7. Thì sau khi ra được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính cầm tay. Chúng ta bấm ra tìm được hai nghiệm. Đó là x bằng 1 và y bằng 2. Thì cái việc bấm máy tính để tìm ra được nghiệm thì ở đây các bạn đã được giáo viên hướng dẫn ở trên lớp rồi thì rất dễ dàng bấm đã được nghiệm ha rồi lúc này ta kết luận được vậy nghiệm của hệ phương trình trên là trừ một trừ hai sang câu b câu b ở đây người ta cho một ít hệ phương trình có ngoặt khó hơn thì chúng ta sẽ bỏ ngoặt bằng cách nhân phân phối và sau đó mình thu gọn cái hệ phương trình này để đưa nó về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì ở câu b ta đưa được về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn như sau đó là 5x y bằng 4 và 3x y bằng 5. Lúc này ta sử dụng máy tính cầm tay để bấm ra được hai nghiệm đó là x bằng 1 phần 2 và y bằng 13 phần 2. Và cuối cùng ta kết luận vậy nghiệm của hệ phương trình trên là 1 phần 2 13 phần 2. Chúng ta sang bài số 3. Đây là một bài toán ứng dụng thực tế giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi, hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1.310 chiếc áo. Biết rằng trong mỗi ngày, tổ thứ nhất may nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may trong một ngày được bao nhiêu chiếc áo? Thì bước đầu tiên đối với bài toán này thì ta sẽ thực hiện là đặt ẩn. Thì ở đây thầy sẽ đặt như sau, gọi số chiếc áo của tổ thứ nhất và tổ thứ hai may trong một ngày lần lượt là x và y. Đơn vị là chiếc áo điều kiện x y thuộc n sao và x lớn hơn y lớn hơn 10. Sau khi thầy ẩn xong thì thầy sẽ tìm điều kiện để ra được phương trình thứ nhất. Thì ở đây ta thấy được là nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1.310 chiếc áo thì từ đó ta có được phương trình thứ nhất. 3x cộng 5y bằng 1310. Và thầy gọi đây là phương trình 1. Tiếp theo, biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may nhiều hơn cổ thứ hai 10 chiếc áo thì từ đó ta có được là phương trình thứ hai. Đó là x y bằng 10. Thì sau khi thầy ra được hai phương trình 1 và 2 thì từ 1 và 2 thầy lập được hệ phương trình 3x cộng 5y bằng 1310 và x trừ y bằng 10. Từ đó, thầy sử dụng máy tính cầm tay và bấm giải ra được hai nghiệm đó là x bằng 170 và y bằng 160. Thì sau khi ra được hai nghiệm x và y thì thầy thấy hai nghiệm này thỏa điều kiện ở trên và thầy sẽ nhận hết hai nghiệm này. Lúc này thầy kết luận là vậy tổ thứ nhất và tổ thứ hai may trong một ngày được 170 chiếc áo và 160 chiếc áo. Tiếp theo sang bài số 4. Ở bài số 4 này gồm có hai câu A và B. Ở câu A tính giá trị biểu thức sau. A bằng 4 nhân sin 60 độ nhân cos 60 độ tất cả chia cho cos 30 độ. Thì ở câu A này thầy sẽ hướng dẫn giải như sau. Rồi câu A. Bước đầu tiên thầy sẽ biến đổi cos 30 độ bằng tan 60 độ. Đó là thầy đã sử dụng tính chất hai góc phụ nhau rồi, sau khi thầy biến đổi cos 30 độ thành tan 60 độ xong, thầy sẽ thực hiện bấm máy tính cầm tay để thế kết quả của từng tỷ số lượng giác vào bài toán. Lúc này thầy ra được là 4 nhân cho căn 3 phần 2 nhân cho 1 phần 2, tất cả chia cho căn 3. Và lúc này thầy sẽ bấm máy tính ra được kết quả cuối cùng bằng 1. Sang câu B, không dùng máy tính cầm tay và bảng số, hãy tính B bằng sin 39 độ cộng cos 55 độ trừ cos 51 độ trừ sin 35 độ. Thì đối với yêu cầu bài toán ở câu B này, tức là các bạn sẽ không được sử dụng bảng số và máy tính cầm tay. Mà ở đây câu B nếu các bạn đọc kỹ cái đề bài thì các bạn sẽ thấy được tất cả các góc này nó không rơi vô cái góc đặc biệt. Vì vậy ở đây các bạn sẽ sử dụng tính chất hai góc phụ nhau. Thì lúc này mình thấy được là sin 39 độ thì lúc này thầy sẽ dễ dàng biến đổi ra được đó là cos 51 độ và cos 55 độ thầy sẽ biến đổi ra thành sin 35 độ lúc này sau khi thầy biến đổi xong thì ở đây cos 51 độ trừ cos 51 độ thì mất ha sin 35 độ trừ sin 35 độ cũng mất luôn và kết quả cuối cùng bài này ra bằng, bằng không tiếp theo chúng ta sẽ sang một dạng toán đó là ứng dụng thực tế của tỷ số lượng giác góc nhọn trong tam giác vuông Bài số 5. Tìm chiều cao của tháp Eiffel mà không cần lên tầng đỉnh tháp khi biết góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất là 62 độ và bóng của tháp trên mặt đất là 172 độ. Thì nhìn vào hình vẽ thì ta thấy được chiều cao của tháp Eiffel đó là đoạn thẳng AB. Rồi, góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất đó chính là góc BCA bằng 62 độ và bóng của tháp trên mặt đất là 172 m, đó chính là đoạn thẳng AC. Rồi, chúng ta cùng giải như sau. Ta gọi các điểm như hình vẽ. Thì lúc này đề bài người ta yêu cầu mình tính chiều cao của tháp Eiffel có nghĩa là tính đoạn AB. Thì ở đây mình thấy tam giác CBA vuông tại A. Thì mình lấy góc 62 độ làm chuẩn. Thì lúc này mình tính để tính được cái đoạn thẳng AB đó là mình sẽ sử dụng tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông 62 độ thì lúc này góc 62 độ thì cạnh AB đó là cạnh đối và cạnh AC đó là cạnh kề thì đối và kề thì thầy sẽ sử dụng đó là tăng thầy xét tam giác ABC vuông tại A tăng C thì bằng AB phần AC lúc này thầy sẽ thế độ dài của góc và các cạnh tương ứng vào. Suy ra AB sẽ bằng AC nhân tan C bằng 172 nhân cho tan 62 độ. Lúc này thầy sử dụng máy tính cầm tay bấm ra được kết quả và thầy làm tròn. Xấp xỉ bằng 323,48 m. Thì ở đây các em chú ý cho thầy, nếu như đề bài không yêu cầu mình làm tròn đến chữ số thập phân thứ mấy thì lúc này các bạn có thể làm tròn tùy ý, có thể làm tròn một chữ số thập phân, hai chữ số thập phân hoặc là làm tròn tới hàng đơn vị đều được. lúc này thầy kết luận vậy chiều cao tháp Eiffel khoảng 323,48m. đó là dạng toán về thực tế, ứng dụng thực tế tỷ số lượng giác góc nhọn trong tam giác vuông. À, nãy giờ thầy đã ôn cho các em về các dạng toán cơ bản về hình học và đại số chính thì qua các dạng toán cơ bản này thì thầy mong là các em sẽ ôn tập thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất trong đợt kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới. Xin chào tất cả các em.